Ok, xin chào bà con cô bác. Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với Tùng Tè. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ dẫn. Thứ nhất là mình chỉ dẫn thôi nhé, chứ không phải là video hướng dẫn nhé bạn nhé. Bởi vì nếu là video hướng dẫn thì phải hướng dẫn từ A tới Z. Còn đây là video chỉ dẫn, cho nên là sẽ không thể nào mà nói một cách cụ thể từ A tới Z được. Và trong video này mình sẽ chỉ dẫn các bạn nói chung là cài đặt reset để chỉnh màu sắc cho đồ họa cho game ETS 2, hoặc là không cần đồ họa cũng được. Và các bạn thấy khi mới đầu vô video, cái nền đen của mình sẽ hơi có một chút gọi là răng cưa nhảy màu, nó bị nhiễu, giống như kiểu bị nhiễu hạt đấy đó, vì đây là cái đồ họa của mình tự chỉnh mà. Rồi, ok. Đây là phần chỉnh đồ họa trong game. Thì bây giờ thì mặc định thì các bạn sẽ bỏ cái điều chỉnh màu sắc đi, hoặc không thì HDR, không HDR bỏ đi cũng được. Đây bây giờ mình thử bỏ cái điều chỉnh màu sắc vô này. Các bạn thấy là xe sẽ không bóng và màu sẽ trở thành màu mất tím luôn. Đây kiểu màu mất đỏ, giống kiểu màu đỏ ép sơn xuống thành màu mất đỏ đấy. Mặc định thì đây là bộ skin của riêng mình, do tự mình thiết kế thì màu của nó là màu đỏ tươi, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì nó sẽ là màu đỏ mận. Vâng, cái lợi thế khi các bạn dùng đồ họa hoặc là dùng resharp là như vậy đây. Không, đồ resharp chứ. Hiện tại thì mình đang dùng cái resharp, thì cái phần resharp này thì mình sẽ chia sẻ trong mục mô tả video. Khi mà các video này nó sẽ lên được một lượt view nào đó nhất định thì mình sẽ chia sẻ cái phần resharp này ra. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉnh các cái thứ đồ họa này trong phần cài đặt của game của mình. Hiện tại thì mình đang để cái độ nhân rộng 300% và cái khử răng cưa ở mức cao nhất. Đây là mình kiểm tra lại một phần nữa của đồ họa nhá, xem là cái phần setting nó có áp không. Rồi, đây là kết quả cuối cùng của mình đây. Bạn thấy rằng là cái màu xe, cái màu sơn của skin ấy, cái màu xe của mình là màu đỏ, và bây giờ nó sẽ có một cái màu chrome, màu bóng ấy, bóng từ kính cái xe. Và tại sao mình để kính màu đen hết, toàn bộ màu đen hết, thì bởi vì mình thích cái kính màu đen đó, kể kính lái, kính giường hay kính gì màu đen hết và đen bóng cơ. Mà rất tiếc là cậu An cậu để cho một mình cái kính giường màu đen thôi, còn kính lái với kính tài rồi kiểu lên xuống thì nó lại trong trong, hơi đen nhẹ nhẹ mà nó không bóng nữa, như kiểu kính giường ấy. Mà đây là skin chơi riêng của mình cho nên là không liên quan gì tới các skin combo này kia, thì nên là mình thích làm gì cũng được đấy. Thứ hai nữa là những cái bộ skin riêng của mình thì thường thường mình chạy ở cam 2, 100% là cam 2 để ngắm xe thôi, nên mình chả quan tâm gì cam 1, cho nên là mình thích màu đen để cho nó tạo ra một cái gọi là một cái sự liền lạc giữa mặt trước của xe, tạo cho nó một cái điểm nhấn, nó tạo ra một sự liên lạc. Ở đây liên lạc đây là từ phần nón, phần mũi xe, đầu xe, kính xe ăn nhập với nhau đó, nên là mình muốn màu đen đấy. Nên là cậu An cậu chỉ để một mình kính giường thôi, nhất tiếc là kính lái gì kính lên xuống lại không để màu bóng hoặc là màu đen này kia đấy. Cho nên là cái skin này mình để màu đen, cho nên là K1 không thể nhìn được đấy, mặc dù tô alpha khoảng 95%. Các bạn tô alpha trong skin thì chỉ cần tô 96% thôi, chứ còn 96% thôi, nhưng tô 4% ấy, chỉ cần 5% trở lên là kính đen toàn bộ đấy. Và hiện tại thì mình đang sử dụng cái L2 1.37 nhá, mới nhất đấy, 1.37.1.6S đấy, mới nhất hiện nay của software đấy. Đây là lúc 5 giờ sáng nhá. Đây, lúc 5 giờ sáng, bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại mà giờ thời gian lúc 9 giờ và bắt đầu chỉ dẫn các bạn cái việc là tải resharp và cài đặt resharp. Mình chỉ dẫn thôi nhá, bởi vì hiện tại mình đang ở trong game rồi, cho nên mình không thể nào cài đặt resharp được. Cho nên mình chỉ dẫn các bạn là paste là khu vực nào, thôi. Còn đối với game crack thì bạn chọn phần bin, thư mục bin. Còn đối với game bản quyền thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình theo dõi video nhá. Rồi, đầu tiên Google Search nhấn chữ resharp. Ok. Rồi, resharp tải về nhá. Tự kìm, tự tìm, tự tải nhá, chứ mình không paste link đâu nhá. Rồi, hiện tại bản mới nhất của nó là 4.6.1, tải về.
tải về nhá, ở đây mình có tải rồi nhưng mình không cần tải thêm nhá. Và video này chú ý nhá, các anh em chú ý là hướng dẫn chỉ dẫn nhá, chứ không phải là hướng dẫn nhá nhá. Chỉ và hướng nó khác nhau hoàn toàn. Chỉ là tôi chỉ cần chỉ ở một phần nào đó thôi, còn hướng dẫn tôi phải hướng dẫn từ A tới Z. Rồi, ok, chọn này, select này, chọn này. Đây mình game bản quyền nhá, mình game bản quyền mình cài ở OD cho nên là mình vô OD nhá, và vào khu vực Steam App nhá. Profile Steam App, come on. Rồi, bin x64, paste vô. Các bạn click vào đó để cài đặt VSAP nhá. Và hiện tại game 1.37 thì kể từ một sớm 1.3536 trở lên là DX 11, thì các bạn chọn ở cái ô giữa DX3, DX9 à DX D3, X11 và X12 nhá. DX12 nhá. Đấy, đừng chọn DX9, giờ DX9 không ai chơi nữa đâu. Rồi, ok, hiện tại mình đang ở trong game nhá, nhưng nó báo là không cài đặt được nha, không thể nào cài đặt nhá. Ok. Khi bạn cài đặt thì tất nhiên là nó sẽ ra một cái bảng ok, thì các bạn cứ ALL check, thì các bạn cứ ok hết đi. Đấy. Khi nào mà nó tới một cái bảng cuối cùng dẫn đến bảng kêu nó có ra chữ edit gì edit reset này hoặc này gì kia thì các bạn nhấn close đi. Rồi vô game. Khi các bạn vô game thì nó sẽ hiện một cái biệt bảng giống như kiểu khi mình vô game vừa nãy đấy. Nó có cái dòng chữ reset chạy nhỏ nhỏ bên trên, mỗi lần mình chuyển ra chuyển vô nó hiện lên đấy. Rồi. Các bạn khi các bạn hãy click theo những cái click mà hiện tại trong video mình đang click đây. Đó, Tony Map này, VTBN này, Classity rồi Close gì gì rất là nhiều. Bây giờ tiếng Anh tôi đọc dốt lắm cho nên anh em cứ nhìn theo cái video này mà check nhá. Cô chú ý là xem từ đầu đến tới cuối nhá. Bởi vì rất nhiều tháng nhưng chắc chắn sẽ không xem hết tua, nhưng mà tôi sẽ để một vài cái phần thú vị nhất của nó ở phần cuối video cơ. Đây là hai cái dòng gọi là tùy chỉnh về cái độ rõ về môi về xe, về cái vật chủ của nó, nghĩa là cái xe và cái môi trường xung quanh như sao ấy. Đấy, đây thay đổi màu sắc có rất là nhiều màu rất là đẹp. Đây là trên 4.6.1 trở đi là nó có nhiều dòng chết lắm, còn từ 4.6 trở về trước là các cái dòng về resharp này nó ít lắm các bạn, mà resharp nó tương thích với 100% tất cả các game, kể cả GTA 5 cũng cài được nhé các bạn nhá. Và resharp là một cái phần mềm tinh chỉnh thôi chứ nó chẳng có liên quan gì tới đồ họa cả, nó chỉ tinh chỉnh cho cái đồ họa. Nếu các bạn sử dụng đồ họa trong game thì nó sẽ tinh chỉnh cho cái đồ họa của game nó đẹp hơn. Còn nếu bạn không sử dụng đồ họa thì bạn dùng đồ họa mặc định của game vẫn sử dụng resharp được. Và hiện tại cái resharp của mình đang sử dụng ở đây là resharp lên video nhé, chứ còn chụp hình nó khác nhau 100% nhé. Hiện tại thì video của mình là cái con xe cực kỳ là bóng, nó bóng dã man luôn, dã man con nghe luôn. Đấy, bạn thấy không? Cái màu giống như kiểu nó phủ một lớp bóng macro bên ngoài ấy. Tí nữa tôi cho các bạn nó soi gương được luôn đấy, nó soi gương được cái nhà ở bên hông xe luôn đấy. Anh em chú ý xem nhé, rất là hay đấy. Đây là một số cái tùy chỉnh, tùy chỉnh, tùy tình, quên, tinh chỉnh nhé, tinh chỉnh về tùy chỉnh cái màu sắc hoặc là độ sáng, độ rõ. Và hiện tại thì đây là tôi sử dụng là NG 1.8, nhưng mà cái file reset của nó là default reset, nghĩa là nó có phải hình như là nếu default reset là nó sẽ tinh chỉnh dựa trên cái đồ họa gốc và NG 1.8. Ở hiện tại mình đang dùng NG 1.81 nhé, có hai phiên bản, nhưng mà hiện tại các bạn mà lên tải chỉ tất cả các trang mạng chỉ có NG 1.8 thôi. Hiện tại tôi đang sử dụng đây là NG 1.81 1.35, nó vẫn dùng được trên 1.35 nhé, và nó nặng hơn NG 2.0 trên B1.36 nhé. NG 2.0 trên B1.36 là hình như đâu có tầm 2 GB thôi, còn 1.81 nó tận 3 GB 7, gần 4 GB lận, chính xác là 3 GB 9, với cài vô là 3 GB 9, 4 GB lận, không phải nhẹ đâu. Cho nên là cái thứ gì nặng nó cũng có lợi hại của nó, cho nên là NG 2.0 tôi đánh giá nó rất là tệ. Nó tệ hơn 1.8 rất là nhiều.
Từ độ rõ, màu sắc với lại độ sáng thì tất nhiên là NG 2.0 không thể nào sánh được 1.8 được. Còn cái hình ở phần đầu video mà khi lót vô bắt đầu vô video là cái hình đấy là tôi chụp ở cái cũng là NG 1.8 nhưng mà cái phần phiên bản tùy chỉnh lần đầu tiên của tôi, cho nên là nó màu sắc nó khi bạn chụp ra nó thật như thế đấy. Còn mình sẽ không bình luận cụ thể là cài đặt như nào nhé, các bạn cứ nhìn theo những cái tinh chỉnh của mình mà các bạn tùy chỉnh nhé. Bây giờ tôi cũng không thể nào tôi ngồi tôi bình luận hết 100% những thứ mà tôi tùy chỉnh trong đây được, bởi vì thực sự là cái đấy tùy vào các bạn tùy chỉnh thôi. Khi nào các bạn tùy chỉnh xong hết đấy, nó có chữ reload bên dưới đấy, các bạn nhấn reload để cho nó backup, để cho nó backup cái đồ họa nhé. Đặc biệt khi bạn vừa mới vô thì nó có cái chữ nó chỉ trông trơn thì các bạn cứ click theo cái gì những cái thứ mà mình click trong phần trong cái đoạn video đó đó, bạn click hết vô bắt đầu bạn reload nó đây đấy, bóng lên nỗi soi gương được luôn nhá, không tôi nó phết à. Cái này chỉ lên video thôi chứ còn lên hình là chụp xấu lắm. Anh em là muốn chụp hình thì tốt nhất là đừng cài như của tôi. Cái của tôi này thì tôi chỉ làm cho việc là lên video thôi, chứ còn chụp hình là đảm bảo là thất vọng lắm đấy. Nếu mà muốn chụp hình thì cài NG, cài Naturist vô. Naturist thì chụp hình cũng khá, chụp hình khá là đẹp. Mà Naturist thì nó tới tận 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 8 GB lại. Còn cái này của tôi chỉ có hai file thôi, file text với lại file thời tiết thôi, nên là đã mất 4 GB rồi. Còn thằng Naturist chứ tận 89 file lận, 9 file lận. Đấy, rất là bóng nhá. Đây là video. Và khi nào mà tôi làm các video về con xe và skin này của mình thì thường thường tôi chạy ở cấp 2 là chủ yếu. Vì tôi ngắm xe này của mình là chủ yếu. Thực ra thì các tôi có hai cái video tôi quay rồi nhưng mà hai cái màu sắc khác nhau, con này thì nhạt hơn mà cái video gốc khi mới video cũ của tôi thì nó lại đậm đến nỗi mà nó đỏ mặn giống kiểu là cái son môi của các như người mẫu các bạn, nó thâm thâm, nó thâm thâm như kiểu là thịt bò, giống như kiểu là cái thịt bò, ôi nó thâm thâm nhìn trông cũng đẹp lắm mà nó bóng giống như kiểu thịt bò chiều ấy. Giống như các bạn giống như kiểu phụ nữ nông năm này, cái đấy nó thâm thâm ấy. Tôi nói thế thôi nhá, vui vui mà nó thâm thâm thật các bạn ạ. Đây cái này hôm nay tôi thẩm mỹ lại cho nên là nó đỡ thâm, nên là nó tươi tươi một tí, nhưng mà tôi cũng thích một cái tươi một cái thâm thâm cơ. Nhưng mà trong video lần sau thì ngắm xe tiếp tục cái phần skin này thì sẽ có hai màu khác nhau trong cùng một video, sẽ cắt ghép vào nó tạo ra hai cái màu, nói chung là đỏ hơn như thế này này, màu gốc như thế này tại thế này và màu thẫm thẫm hơn nữa chú nhá. Các bạn nhé, trong video này mình chỉ gọi là chỉ dẫn thôi chứ không phải là hướng dẫn, bởi vì nếu là hướng dẫn thì tôi sẽ phải hướng dẫn từ A tới Z, còn chỉ dẫn là tôi chỉ dẫn ở cái phần nào đấy thì các bạn tự bạn xem và xem đó là một phần tư liệu để các bạn tự làm thêm, chứ còn chứ không phải là hướng dẫn nhá, chú ý nhá, nhớ nhá, từ ngữ Việt Nam rất phong phú và đa dạng đấy, cũng là dẫn nhưng mà chỉ dẫn và hướng dẫn đấy, hướng dẫn tôi phải hướng dẫn tận tình, mà chỉ dẫn thì tôi chỉ dẫn một phần nào đấy thôi, ý nghĩa hai câu nói nó khác nhau nhé. Cho nên từ ngữ Việt Nam rất là phong phú và đa dạng. Và dạng từ hôm nay thì cũng hơi bị điêu điêu một tí. Và sẽ hơi bị ồn một tí bởi vì tổ cha cho nó ngồi 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 trên cái gác xét này, sát mái tôn thế này, ở Đà Nẵng như thế này nóng 40 độ, thằng nào thằng nó không bị điên như thế này. Tôi đang rất là nóng bởi vì ở trên này nó khá là nóng để đang ngồi edit video. Và cho nên là dạo cũng hơi điêu điêu một tí. Đấy bây giờ giọng nó còn yếu hơn nữa đấy. Đây, trong cái phần chia sẻ ở một phần nào đấy ở lượt view của video đấy thì trong khi bạn giải nén ra nó sẽ có một cái file NG, file reset của cái NG 1.8 ấy, thì các bạn
mặc định thì nó sẽ không có đấy đâu. Hiện tại tôi đang dùng file default reset của chính mình tự edit, của chính game nó tạo ra, và reset nó tạo ra trong cái bản game cho cái bản đồ họa đó, nên là nó sẽ không có cái file đấy. Anh em muốn tự file đấy thì lên trang các trang như s2.lt đấy, sở chữ Kimochi đấy là nó ra các phần reset tùy chỉnh của nước ngoài ấy, các bạn tải về các bạn paste vô thôi, thế thôi. Còn anh em thích nào dùng cách của tôi thì video này nó đến một lượt view nào đấy thì tôi sẽ chia sẻ nó ra, mà cũng không cần đâu, tôi hướng dẫn là trong các tôi đã chỉ dẫn ở các đoạn mục đầu video thì nó sẽ có hết rồi. Các bạn có thể cứ nhìn theo video đấy và có thể làm được, không vấn đề gì đâu. Thì reset hoặc là tinh chỉnh đồ họa màu sắc này kia thì cái đấy mỗi người một cách sở thích khác nhau, thì mỗi cách tùy chỉnh khác nhau. Còn đối với tôi thì tôi tùy chỉnh nó để tạo ra cái video của tôi lên view, lên cái hình ảnh nó đẹp thôi, chứ còn thực chất thì chụp hình nó xấu lắm. Đây, ở trên đây nó sẽ có các file đồ họa của các cái khác nhau khi các bạn cài đặt vô hoặc là paste vô. Thì mặc định tôi đang dùng cái file default reset thì đấy là mặc định của reset nó tạo ra với cộng với đồ họa của game ấy thì sao đấy, nên là nó sẽ hơi khác biệt một tí. Đây này, nó nằm trong thư mục bin ở phương đấy, chúng ta paste vô nhé. Game bản quyền khác, game crack khác nha anh em nhé. Game crack anh em chỉ cần giải nén ra vô tìm thư mục bin cái là ra. Còn game bản quyền thì các anh sẽ vào các cái Steam app xong bắt đầu vô cái dòng common gì đấy, bắt đầu ra ETS2 hoặc ATS, sau đó tìm thông pin, nó năng hoàng lắm. Rồi, đây là cái hình ảnh gốc của tôi, cái đồ họa gốc nhé. Đây, khi bạn vô game nó sẽ hiện cái dòng như ở bên trên, nhân đen bên trên đấy. Các bạn nhấn chữ home nhé, nhấn chữ home, nhớ nhá, nhấn dòng home nhé, để ra để chúng ta tự tùy chỉnh nhé. Đây là cái câu nói cuối cùng mà tôi dành trong cái phần video chỉ dẫn ngày hôm nay. Anh em nhớ theo dõi hết video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay đừng quên nhớ nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đậu xanh thì nó tàu.